đầu cái đầu trước cái đầu sau không thấy. Cho nên là hải cả tại sao đến bữa nay nhà mấy mà mấy bà đi đây, bữa nay vụ gì mấy bà đi đây? Ngày quốc thận, ngày ngày quốc thận mà nó phản tài sản của dân, nó giết người diệt khẩu luôn, nó chở vô cánh đồng qua nó hành hạ tôi giờ cho mình bảy tôi là thương hai nè, dân mất mát còn bị ở tù. Ở tù đây, ở đâu vậy? Ở đâu? Tỉnh An Giang. An Giang hả? Ngày đó ngày gì vậy bạn? Ngày 30 tháng 4 ngày quốc thận của dân đó. Dạ hả? Dân miền Nam mình là ngày quốc thận đúng không? Ờ. Ơi cháu bà con biết vậy đó, là ngày đó là ngày quốc thận nè. Mất nhà, mất đất, mất nhà cửa, lang thang già nữa, lang thang nè. Bà sổ rồi. Ủa chị, nhà đây ngày mấy? Ngày đây. 30 tháng 4. Ngày quốc thận của miền Nam, miền Nam, dân miền Nam mình. Cướp thịt tài sản của nhân dân. Tài sản của tôi á, một khi là lãnh đạo Việt Nam vô giải tỏa
gia đình tôi lấy đất lấy đời, gia đình tôi bây giờ gia đình tôi vợ chồng tôi tan nát hết rồi. Chồng nơi vợ ngã con cái đồ hư hỏng hết cũng gì cái ngày 30 tháng 4 này phải không? Đã, 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 đã. Đã gì thôi vậy?